Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập trong sách giáo khoa trong lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập trang 72. Bài số 1 đặc tính được tính. Bài này chúng ta sẽ lấy giấy ra chúng ta làm ha. Bài số 1 câu A 17,55 chia cho 3,9 nhân 10 là cái dấu phẩy này mất, dấu phẩy vào qua đây. Giờ bây giờ nó trở thành là 175,5 chia 39. Như vậy là bỏ số 9, bỏ số 5 được 4 lần. 156 91 hạ số 5 này của phần thập phân nằm vào thập phân đánh dấu phải 5 5 9 45 4 5 3 15 câu B 100 này mất dấu phải, này dấu phải đấy. Này chúng ta chuyển qua đây. Vậy là 60 ta chia cho 9 được 6. 6 9 5 4 6 hạ số 3 xuống đánh dấu phải 79 số 3 không C 100 dấu phải này mất, cái dấu phải này chuyển qua đây hai số 30 ta chia 26 được 1 26 4 hãy 6 xuống đánh dấu phải 1 26 0 2 hãy số 8 xuống 8 8 6 4 8 với 8 là nhớ 4 20 6 với 4 20 không D 98 phải 156 4,63 phải này hai chữ qua đây. Vậy bây giờ nó trở thành là 981 ta chia cho 463 hay được 2 lần 6 12 với 2 nhân 1 8 9 5 trả 1 8 là trừ 5 hạ số 5 này xuống được 1 4 số 3 2 9 0 hạ số 6 xuống đánh dấu phải được 2 lần
6 2 9 0. Xong bài số 1. Chúng ta qua bài số 2. Tìm x. À, ngay chỗ này thì làm đây luôn. X bằng 72. Muốn tìm thừa số ta, ta lấy tích, ta chia thừa số kia. Này thầy bấm máy tính luôn cho nhanh ha. 7,2 quanh 72 chia cho 1,8 bằng 40. Cái này thì trước tiên thì chúng ta sẽ nhân cái này ha, nhân nhau. Rồi sau đó chúng ta chia cho cái này. Đấy, x bằng 0,34. Nếu như thôi, chúng ta làm từ từ đi. Này trở thành là dấu nhân trở lại. Bằng hai này nhân nhau. 1,19 nhân cho 1,02. Bằng 1,2138. X bằng ta lấy con số này, chúng ta chia số này. Chỗ này bây giờ thiếu giấy thì viết ở trên luôn ha, bằng ở trên ha. Chia cho 0,34. 3,57. Và dưới cũng tương tự vậy. X nhân cho 1,36 bằng hai này nhân nhau. 4,76 nhân cho 4,08. Chốt số gì quá trời dài. 19,4208. X bằng 19,4208 chia cho 1,36. Này bằng cái này ha. Mười bốn phẩy hai tám. Bài số 3. Biết 5,2 lít dầu cân nặng là 3,952 ký. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu cân nặng là 5,32 kg. Bài số 3 chúng ta sẽ giấy là làm ha. Chúng ta sẽ tính số lít dầu, một lít dầu cân nặng là 3,952 chia cho 5,2 bằng 3,952 chia cho 5,2 0,76.
kg. Rồi, chúng ta sẽ tính số lít dầu. Năm phẩy ba hai chia cho 0,76. 5,32 chia 7 lít. Số 7 lít. Bài số 4. Tìm số dư của phép chia 118 chia cho 3,7. Nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của phép thư. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này, chúng ta sẽ chia cái này. Và người ta yêu cầu là chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của cái thương đấy. Rồi, chúng ta làm ha. Là 218 chia cho 3,7. 3,7 chúng ta nhân cho 10, cái dấu phải này mất, rồi chúng ta thêm vô đây. Yeah. Bài này sửa chỗ này thiếu, chúng ta sẽ lấy giấy chúng ta làm ha. Lấy giấy làm đi. Làm cái đó là thiếu á. Rồi, 218 chia cho 37, 3,7, ra, 3,7. 3,7 thì nhân 10, dấu phải này mất, thêm dấu 0 vô đây. Rồi, như vậy là bây giờ là 218 là chia 37, là được 5 lần, 5,735. Viết 5 là nhớ 3. 5, 3, 15, với 3 là 18. 3. 11, ta trừ cho 8 bằng 3. Rồi, ta hạ số 0 này xuống. Rồi được 8 lần. 8, 7, 5, 6. Viết 6 là nhớ 5. 8, 3, 2, 4. 24, 29, 4, 3, 2. Bây giờ chúng ta sẽ hạ thêm con số 0 vô nè. Hết số rồi để hạ rồi. Thêm số 0 vô. Đánh dấu phải. Được 9 lần. 9, 7, số 3. 3 ta nhớ 6. 9327 27 với lại 73 là 33. 7 hết. Rồi. Giờ đây mất một số này. Chúng ta thay một số nữa, thay số 0 vô. Thì chúng ta sẽ được một lần. 37 này là 3. 3. Rồi, được hai số rồi đó. Rồi. Bây giờ ở đây người ta họ yêu cầu là gì? Tìm cái số dư của cái phép chia này nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương. Đây. Đủ rồi đó. Thì đây là con 33, được không? Như vậy con 33 này là sao? 33 này nó là số dư này đó. Đây là thương là 58,91. Số dư. Số dư là 0,33 chứ không phải là 33 đâu nha. Bởi vì nó ở phần của phần thập phân. À, của phần thập phân. Mà chúng ta đang sử dụng tới phần trăm. Cho nên cái này chúng ta sẽ chia cho 100. Chia cho 100 đó là bằng 0,33. Yeah. Bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.
2 bằng 3.